Thưa quý vị và các bạn, tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và vô địch trẻ châu Á năm 2022 vừa diễn ra tại thành phố Tashkent, Uzbekistan, đoàn vận động viên Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ giành được 1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, góp phần vào thành công chung của đội tuyển cử tạ Việt Nam với vị trí thứ 2 trong tổng số 19 đoàn tham dự. Đoàn của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ tham dự với 6 vận động viên, 2 tuyển quốc gia, 4 tuyển trẻ. Chiếc huy chương vàng đạt được là của vận động viên Dương Thị Kim Yến, đơn vị Kiên Giang ở nội dung trẻ hạng cân 40 kg. Đội tuyển cử tạ Việt Nam có 36 thành viên tham dự giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và vô địch trẻ châu Á năm 2022. Trong đó, lực sĩ Ca Dương Lâm Đồng xuất sắc đoạt 3 huy chương vàng hạng cân 55 kg, đồng thời phá 3 kỷ lục trẻ thế giới và 3 kỷ lục trẻ châu Á.